Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Phát triển vùng nuôi thả thủy sản ở huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên cho thu nhập cao. Người thầy thuốc ở Ninh Bình hết lòng vì người bệnh. Thái Bình không để cát tặc lộng hành. Thưa quý vị và các bạn, với nhiều tuyến sông liên kết với nhau tạo thành hệ thống tưới tiêu tự nhiên liên hoàn là yếu tố thuận lợi và sự sáng tạo của người nông dân, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên gần đây đã đẩy mạnh phát triển nuôi thả thủy sản và có nhiều mô hình cho thu nhập cao. Theo quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp huyện đến năm 2020, trên địa bàn huyện Kim Động có gần 400 ha diện tích nuôi thả thủy sản, thực hiện xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015-2020. Được tạo điều kiện về thủ tục, mặt bằng và hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi, nhiều hộ nuôi thủy sản đã đầu tư hàng trăm triệu đồng cải tạo và đầu tư nuôi các con giống mới có giá trị kinh tế. Đến nay, tổng diện tích nuôi thủy sản của huyện đạt 329 ha. Phương thức nuôi thủy sản của huyện đã chuyển dần từ quảng canh sang thâm canh, bán thâm canh cải tiến, trong đó có nhiều mô hình cho hiệu quả kinh tế cao, như mô hình nuôi cá trong ao bán nổi với quy mô khoảng 1 hectare, mô hình nuôi cá sông trong ao với quy mô 3 hectare tại xã Song Mai, mô hình nuôi tôm tại xã Phạm Ngũ Lão, mô hình cá lúa tại Lương Bằng, cá lồng bè tại Mai Động. Thực hiện chủ trương chuyển đổi những diện tích trồng lúa năng suất thấp sang nuôi thả thủy sản, từ năm 2003 đến nay, xã Hải Châu, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đã chuyển đổi gần 4 ha đất lúa sang nuôi cá siêu hồng, đưa tổng diện tích nuôi cá siêu hồng chuyên canh của toàn xã lên 60,8 ha. Mô hình nuôi cá siêu hồng chuyên canh của xã Hải Châu do Hiệp hội Đậu nành Hoa Kỳ trợ giúp và chuyển giao khoa học kỹ thuật từ năm 2006. Thời gian đầu, mô hình chỉ có 10 hộ trong xã tham gia. Đến nay, toàn xã đã có hơn 80 hộ tham gia nuôi cá siêu hồng chuyên canh. Dù chỉ nuôi được một vụ trong năm, bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 12, nhưng mỗi năm toàn xã Hải Châu vẫn thu hoạch trên 600 tấn cá siêu hồng, cung ứng cho thị trường trong tỉnh và các thành phố như Hà Nội, Hải Phòng. Mỗi hecta nuôi cá siêu hồng có năng suất hơn 11 tấn, doanh thu đạt trên 500 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, thu lãi từ 140 triệu đồng đến 150 triệu đồng một hecta. Tuy giá cả không cao như các loại cá truyền thống khác, nhưng đầu ra của con cá siêu hồng lại khá ổn định. Ngoài cá siêu hồng, các hộ nuôi trồng thủy sản ở Hải Châu còn nuôi 5 ha tôm sú, tôm thẻ chân trắng và 11,8 ha cá truyền thống. Năm 2019, xã Hải Châu phấn đấu sản lượng cá siêu hồng ước đạt trên 682 tấn, cá truyền thống ước đạt 106 tấn. Phấn đấu doanh thu từ nuôi thủy sản của toàn xã ước đạt trên 23 tỷ đồng. Từ một xã có điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn của thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, hiện nay xã Yên Sơn đang khai thác tốt các tiềm năng thế mạnh trong phát triển kinh tế. Trong đó, nhiều mô hình đã trở thành điển hình của thành phố và đang được nhân rộng, phát triển. Đây là mô hình nuôi gà ri của anh Bùi Văn Khanh. Với diện tích sân vườn rộng, anh lựa chọn loại gà có chất lượng thịt thơm ngon, khả năng đề kháng cao với dịch bệnh, thích nghi tốt với các điều kiện thời tiết. Do vậy cũng góp phần giảm đầu tư kinh phí xây dựng hệ thống chuồng trại chăn nuôi. Hàng ngàn con gà giống và gà thịt luôn có chất lượng tốt khi đưa ra thị trường. Dù tuổi đời còn rất trẻ, song mô hình này của anh Khanh đang trở thành một trong những điển hình tại địa phương trong phát triển kinh tế. Đầu tiên thì đầu tư của mình chỉ hết 30. Nếu như đấy là mình cũng sắm trang thiết bị thì tính riêng. Mỗi lứa, nếu trang thiết bị của một lứa gà mình đầu tư bỏ ra lúc đầu tiên là tầm khoảng 5 triệu cho máng ăn, máng uống tự động. Mình đầu tư một lần nhưng mà sử dụng được tầm khoảng 3-4 năm. Mỗi 4 năm thì mỗi một chuồng gà thì cho được tầm khoảng 3 lứa, 3-4 lứa gà do mình nuôi với cách thức mình úm. Cứ mỗi một lứa tiền cám là hết tầm khoảng 90 triệu trên 1.000 con trong khoảng 3 tháng rưỡi, 4 tháng nuôi. Tổng chi phí của mỗi lứa nuôi trừ hết chi phí rồi em lái được tầm 30 đến 40 triệu trên 1.000 gà. Mô hình chăn nuôi không lớn, vốn đầu tư thấp, song do tính toán hợp lý, sự nhạy bén với thị trường đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Từ thành công của mô hình chăn nuôi gà này, hiện trên địa bàn xã đã và đang triển khai nhân rộng. Thực tế phát triển kinh tế trong nông nghiệp nông thôn cho thấy không nhất thiết phải có nhiều diện tích đất nông nghiệp, cần vốn đầu tư lớn mới mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Điều quan trọng là các hộ nông dân cần có sự tâm huyết, nhạy bén với thị trường, lựa chọn các loại hình phát triển kinh tế nông nghiệp phù hợp. Vụ xuân năm nay, Viện Cây Lương Thực và Cây Thực Phẩm chuyển giao kỹ thuật trồng dưa lưới, dưa kim cô nương và dưa kim hoàng hậu cho bà con nông dân ở các huyện Sa Lộc, Tứ Kỳ, Kim Thành, tỉnh Hải Dương với tổng diện tích gần 100 hectare. Với đặc thù mỗi cây dưa chỉ giữ lại một quả, mẫu mã quả tròn đều, bóng sáng và dưa giòn, ngọt thanh, thơm mát. Toàn bộ diện tích dưa lưới, dưa kim cô nương và dưa kim hoàng hậu trồng trong nhà màng nhà lưới đều được các siêu thị thu mua với giá mỗi kg 40.000 đồng. Một sào năng suất trung bình đạt từ 1,3 đến 1,5 tấn, cho thu nhập từ 50 đến 60 triệu đồng, cao gấp 2 lần so với dưa trồng ở ngoài đồng ruộng. Thưa quý vị và các bạn, bình thường không ai muốn đến bệnh viện, thế nhưng khi phải đến viện nằm điều trị bệnh thì họ rất cần sự phục vụ và chăm sóc tận tình và trách nhiệm của những người thầy thuốc. Với suy nghĩ và hành động như vậy nên thầy thuốc nhân dân Nguyễn Đình Đức, trưởng khoa ngoại thận tiết liệu, phó giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đã nhận được sự tin yêu của bệnh nhân. Những năm qua, bác sĩ Nguyễn Đình Đức đã cùng với lãnh đạo bệnh viện, lãnh đạo các khoa phòng chỉ đạo triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào điều trị, từng bước thay thế phẫu thuật mổ mở trước đây bằng phẫu thuật nội soi ba lỗ, một lỗ, như nội soi bốc hơi u phì đại tuyến tiền liệt bằng dao cắt đốt lưỡng cực, bằng laser an toàn, hiệu quả, ít biến chứng, nội soi tán sỏi bằng quang, nội soi ngược dòng tán sỏi niệu quản bằng laser. Đây là những kỹ thuật mới tại Ninh Bình liên tục áp dụng, triển khai thường xuyên có hiệu quả trong điều trị cho người bệnh, góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến trung ương, giảm gánh nặng chi phí điều trị. Thực hiện cái lời dạy của bác cũng như là lời kêu gọi của bác về thi đua ái quốc, những năm qua tôi cũng là trong một trong những bác sĩ liên tục nỗ lực phấn đấu học tập, học hỏi các kinh nghiệm và các cái kỹ thuật ở tuyến trên, đặc biệt là các bệnh viện đầu ngành, và tham gia các cái buổi hội thảo trong nước cũng như quốc tế để áp dụng những kỹ thuật tân tiến nhất về tại tỉnh Ninh Bình để phục vụ cho những người bệnh ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình và nhân dân tỉnh Ninh Bình cũng như một số tỉnh lân cận. Trên cương vị là lãnh đạo bệnh viện, bác sĩ Đức vừa tích cực thực hiện công việc chuyên môn, vừa làm tốt công tác quản lý. Hàng năm, anh cùng tập thể cán bộ nhân viên trong khoa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn với tỷ lệ điều trị bệnh nhân lành bệnh ngày càng tăng. Dù ở cương vị nào, bác sĩ Nguyễn Đình Đức cũng đều phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của người đảng viên và người cán bộ quản lý. Tôi là bác sĩ trẻ về công tác ở khoa ngoại bệnh viện tỉnh Ninh Bình này, cũng được dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Nguyễn Đình Đức. Dù là bác sĩ Đức là lãnh đạo bệnh viện, trưởng khoa thì cũng rất bận rất nhiều công việc, nhưng hiện tại bác hàng ngày bác vẫn xuống khoa đi buồng với anh em và có những chỉ đạo trực tiếp chuyên môn cho anh em. Chúng tôi cũng đã được học hỏi rất nhiều từ cái tác phong làm việc và cái chuyên môn của bác. Với sự cống hiến không mệt mỏi của mình trong nhiều năm qua, bác sĩ Nguyễn Đình Đức đã được tặng nhiều phần thưởng cao quý như huân chương lao động hạng 2, danh hiệu thầy thuốc nhân dân và là một trong những cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh. Tháng 6 là tháng hành động vì trẻ em năm 2019 với chủ đề chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em và phòng chống đuối nước trẻ em. Thái Bình đã khởi động bằng những chương trình chào hè vui tươi bổ ích dành cho trẻ em. Chương trình chào hè năm nay có sự tham gia của hơn 100 em nhỏ với các tiết mục văn nghệ, chào hè đặc sắc ấn tượng như dance sport, hát múa. Đặc biệt là các tiết mục dân vũ dưới nước với các điệu nhảy trên nền nhạc sôi động tạo điểm nhấn cho chương trình chào hè năm 2019. Với mong muốn mang tới cho trẻ em Thái Bình một sân chơi văn hóa bổ ích, Trung tâm Thanh Thiếu Niên tỉnh tổ chức lớp năng khiếu và rèn luyện kỹ năng sống bán trú hè cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 được các em yêu thích như dẫn chương trình khiêu vũ, thanh nhạc, võ thuật, khoa học vui và tiếp tục duy trì và nâng cao hoạt động của các câu lạc bộ người phụ trách, phóng viên nhỏ, các lớp thể thao đáp ứng nhu cầu văn hóa thể thao của thanh thiếu niên và nhân dân. Cùng với học tập, hoạt động vui chơi, giải trí, lành mạnh là nhu cầu văn hóa không thể thiếu của trẻ em, đặc biệt trong thời gian nghỉ hè. Trong dịp này, trẻ em được nghỉ ngơi, vui chơi.
Tại thành thị, trong khi trẻ em có nhiều lựa chọn với các sân chơi lớp học năng khiếu, thì ở những vùng nông thôn, việc tìm kiếm một sân chơi đúng nghĩa, an toàn và bổ ích cho các em vẫn còn nhiều khó khăn. Phản ánh của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nam. Điểm vui chơi nhà văn hóa xóm 2 thôn 1 Cát Lại, xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục cũng là một địa điểm thu hút đông đảo các em nhỏ đến để vui chơi giải trí sau mỗi giờ học và đặc biệt là trong dịp nghỉ hè. Đây là công trình được đầu tư và đưa vào sử dụng năm 2018 với tổng kinh phí trên 35 triệu đồng do sự hỗ trợ giúp đỡ của Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh, huyện đoàn Bình Lục, đoàn xã Bình Nghĩa và sự đóng góp của nhân dân địa phương. Khu vui chơi gồm sân bóng đá mini cùng một số đồ chơi ngoài trời như bập bênh, xích đu nhằm tạo cho các em thiếu nhi có địa điểm để vui chơi, giải trí bổ ích, an toàn lành mạnh và rèn luyện thể dục thể thao. Khi có sân bóng khu vui chơi này, bọn cháu cảm thấy rất vui và sau những giờ học mệt mỏi, bọn cháu thường đến đây để rèn luyện thể thao cho sức khỏe tốt hơn. Thu hút cho các cháu về đây nó có những hoạt động vui chơi nó lành mạnh để tránh vào những cái việc mà các cháu chơi điện tử rồi là chơi một số các hoạt động nó không lành mạnh. Và bên cạnh đấy thì cũng căn cứ vào cái hoạt động từ năm 2018 đến nay thì cái sự thu hút được cái các em về đây ấy, thì Ban chấp hành đoàn xã Bình Nghĩa cũng đã tiếp tục đăng ký cái mô hình năm trong năm 2019, đó là cũng xây dựng cái phần việc thanh niên là sẽ đảm nhận và xây dựng thêm một cái điểm phát sinh, một điểm vui chơi nữa tại nhà văn hóa xóm 4 thôn 2 Ngô Khê. Có một thực tế hiện nay là những điểm vui chơi cho trẻ em nông thôn như trên vẫn còn ít so với nhu cầu được vui chơi giải trí của các em. Nhiều địa phương vùng nông thôn vẫn còn nhiều khó khăn trong việc tạo sân chơi bổ ích, an toàn, lành mạnh cho trẻ. Dù ở những vùng nông thôn đất đai vẫn còn khá rộng, nhưng vẫn thiếu điểm vui chơi cho trẻ em. Bên cạnh đó, các gia đình thường tất bật với công việc đồng áng, không có nhiều thời gian quan tâm tới con em mình, dẫn tới việc trẻ em phải tự chơi và tự tìm sân chơi trong những ngày hè. Chính vì vậy, các em hay tìm đến những địa điểm vui chơi không an toàn và không có sự quản lý của người lớn như đi tắm sông, trèo cây, chơi game online, đá bóng dưới lòng lề đường. Đó là nguyên nhân dẫn đến những tai nạn thương tâm đã rất nhiều lần xảy ra. Thiếu sân chơi trẻ em là tình trạng chung của nhiều vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh hiện nay. Để tạo ra những sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em thanh thiếu nhi ở nông thôn, cần có sự chung tay góp sức của các cấp, các ngành cũng như toàn xã hội. Cần đầu tư xây dựng những khu vui chơi giải trí, những lớp dạy bơi vào mỗi dịp hè. Bên cạnh đó, nâng cao vai trò của tổ chức đoàn, đội tại cơ sở, cũng như có nhiều hoạt động ngoại khóa, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao bổ ích cho các em. Đặc biệt, mỗi địa phương cần đẩy mạnh xã hội hóa, xây dựng sân chơi cho trẻ, có phương pháp, cách làm phù hợp từng địa phương, nhằm giúp trẻ em vùng nông thôn được phát triển toàn diện, an toàn, lành mạnh. Hiện nay, tỷ lệ người dân luyện tập thể dục thể thao thường xuyên của xã Xuân Tùng, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên là trên 40%. Số gia đình luyện tập thể thao thường xuyên là 30%. Có được những tỷ lệ này là do hoạt động thể thao của xã rất đa dạng nên thu hút được đông đảo người dân tham gia. Hiện nay, tỷ lệ người dân luyện tập thể thao thường xuyên của xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào là trên 40%, số gia đình luyện tập thể thao thường xuyên là 30%. Có được những tỷ lệ này là do hoạt động thể thao của xã rất đa dạng nên thu hút được đông đảo người dân tham gia. Mỗi thôn trong xã đều có các môn dưỡng sinh, yoga, bóng bàn, cờ tướng, bóng đá, đi bộ, hoạt động rất sôi nổi. Mỗi câu lạc bộ thu hút từ 30 đến 70 người chơi, trong đó dưỡng sinh, yoga là những môn thể thao được nhiều người yêu thích và tập luyện hơn cả. Hội người cao tuổi huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương hiện có 25 tổ chức huyện cơ sở với gần 23.000 hội viên. Những năm qua, hội người cao tuổi trên địa bàn huyện luôn đoàn kết, nêu cao tinh thần, tuổi cao gương sáng. Để nâng cao sức khỏe, các hội viên người cao tuổi hăng hái tham gia luyện tập thể dục thể thao, tạo phong trào mạnh mẽ ở cơ sở hội. Đã thành thói quen, 5 giờ chiều hàng ngày, các hội viên hội người cao tuổi ở nhiều thôn khu dân cư trên địa bàn huyện Thanh Hà lại tập trung tại nhà văn hóa để luyện tập thể thao. Các môn thể thao được người cao tuổi lựa chọn tập luyện như cầu lông, cờ tướng, bóng bàn, đi bộ, dưỡng sinh. Đặc biệt, những năm gần đây, môn bóng chuyền hơi phát triển rộng rãi tại các cơ sở hội. Nhận thức rõ vai trò quan trọng của việc rèn luyện thể thao cho việc nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho người cao tuổi, tất cả các xã thị trấn đều có các câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng và bóng chuyền hơi. Phong trào rèn luyện thể dục thể thao giúp người cao tuổi ngày càng nâng cao đời sống tinh thần, từ đó tích cực hưởng ứng và tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại,
câu nói đó đã, đang và sẽ được người cao tuổi huyện Thanh Hà thực hiện hàng ngày để sống vui, sống khỏe, sống có ích hơn. Hiện trên địa bàn toàn tỉnh Nam Định có trên 16.000 công trình bioga, trong đó có 5.500 công trình do LCAP hỗ trợ. Các công trình đã đem lại hiệu quả rất lớn như xử lý chất thải chăn nuôi, góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường, cung cấp nguồn khí đốt cho người dân, giúp người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong chăn nuôi. Theo Ban Quản lý Dự án LCAP tỉnh Nam Định, hiện nay trên địa bàn tỉnh ta có 11 trang trại chăn nuôi lợn sử dụng công nghệ máy ép phân và máy phát điện sinh học để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, trong đó có 9 trang trại nằm trong dự án LCAP. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, hệ thống máy móc tại các trang trại hoạt động ổn định. Bên cạnh việc đầu tư hỗ trợ cho các chủ trang trại, gia trại xây dựng các công trình khí sinh học, Ban Quản lý Dự án LCAP tỉnh Nam Định còn phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức trên 150 lớp tập huấn với hơn 6.000 hộ tham gia, hướng dẫn người dân cách sử dụng vận hành an toàn công trình, các giải pháp xử lý chất thải chăn nuôi và hướng dẫn về phòng chống dịch bệnh. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đánh giá và nhân rộng mô hình ủ phân hữu cơ bằng thùng cáp Borit tại chi hội phụ nữ thôn Yên Bình. Sau khi được chọn làm điểm triển khai thực hiện mô hình ủ phân hữu cơ bằng thùng composite tại chi hội phụ nữ thôn Yên Bình từ quý 3 năm 2018, Ban chấp hành chi hội đã vận động được 16 hộ hội viên tham gia, được Ủy ban nhân dân huyện hỗ trợ mỗi hộ một thùng ủ phân hữu cơ composite. Sở Tài nguyên Môi trường, Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cấp men vi sinh cho các hộ để xử lý rác thải, tổ chức tập huấn phân loại và xử lý rác thải cách ủ phân hữu cơ. Đánh giá qua 8 tháng thực hiện mô hình, các hộ tham gia đã ủ được gần 7.700 kg rác thải thành phân hữu cơ để bón cho cây trồng. Từ hiệu quả bước đầu của mô hình, Chi hội Phụ nữ thôn Yên Bình tiếp tục vận động được 15 hộ hội viên tham gia. Đây cũng là tiền đề để Hội Phụ nữ xã Mộc Bắc triển khai nhân rộng ra các chi hội còn lại, góp phần giảm thiểu lượng rác thải ra môi trường, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động, xây dựng gia đình 503 sạch, xây dựng xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Thời gian qua, tại một số địa phương, tình hình khai thác cát sỏi trái phép vẫn diễn ra phức tạp, làm ảnh hưởng xấu đến đê điều, gây sạt lở bờ sông, bãi sông và đất nông nghiệp khu vực ven sông, làm mất an ninh trật tự tại địa phương. Để khắc phục tình trạng này, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương vừa có văn bản yêu cầu các sở ngành, đơn vị liên quan và chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc đề án phòng chống khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh Hải Dương, nhất là nhiệm vụ giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác kinh doanh tài nguyên cát sỏi. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu chính quyền các địa phương và các ngành chức năng liên quan xác định việc ngăn chặn tình trạng khai thác cát sỏi trái phép là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và trọng tâm, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, nhất là chủ tịch Ủy ban nhân dân các địa phương và thủ trưởng các cơ quan. Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan và chính quyền địa phương chủ động nắm bắt tình hình, tổ chức đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, lập bến bãi, tập kết cát, sỏi, tập trung vào những địa bàn giáp danh phức tạp, các điểm có hoạt động khai thác trái pháp luật, các dự án, công trình câu dựng sử dụng số lượng lớn cát san lấp. Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực khoáng sản, chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan thực hiện tốt việc tham mưu, thẩm định đề xuất việc cấp phép thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông, thu hồi các dự án nạo vét, khơi thông luồng tại các địa phương trọng điểm. Báo cáo đề xuất biện pháp giải pháp về Ủy ban Nhân dân tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 10 năm 2019. Sở Xây dựng rà soát quy hoạch và xử lý theo quy định của pháp luật về quy hoạch và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, đảm bảo cân đối cung cầu. Sở Giao thông Vận tải lập kế hoạch tổng điều tra, kiểm tra các phương tiện thủy, yêu cầu bắt buộc tháo dỡ các máy móc, thiết bị dùng để khai thác cát, sỏi trái phép và tịch thu thiết bị, đình chỉ hoạt động đối với các phương tiện vi phạm theo quy định của pháp luật. Hoạt động vào ban đêm, sẵn sàng tẩu tán tang vật, tăng ga bỏ chạy hoặc quay lại chống đối khi bị phát hiện. Tuy nhiên, mọi mánh khóe thủ đoạn của các đối tượng khai thác cát trái phép vẫn không thể qua mắt được cơ quan công an. Phóng sự sau sẽ cho chúng ta nhìn rõ hơn trong công tác khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong thời gian vừa qua. Chọn vị trí giáp danh giữa hai tỉnh là Thái Bình và Nam Định, hòng dễ bề tẩu thoát. Chọn thời điểm ra tay lúc đêm khuya. Đó là cách mà cát tặc hoạt động trên sông Hồng. Cát hút đến đâu, đất đai sạt lở đến đó. Người dân tìm cách xua đuổi, ngăn chặn thì bị các đối tượng hút cát đe dọa, tấn công. Còn lực lượng chức năng phải rất vất vả, kiên trì đeo bám mới có thể truy quét được.
dù tinh vi đến đâu, manh động đến đâu, thì mọi hành vi vi phạm pháp luật rồi cũng sẽ bị phát hiện và đưa ra ánh sáng. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.